khoa bị anh làm một tới 2.000 hết. Một đấy. Cần thì bấm tiêu ung biếu, sau đó hơ bên giải tay đối diện nếu nó mới biết ấy. Còn nếu mà nó lên cả hai tay thì hơ hai tay. Còn nếu không chỉ ăn 14 trong hơ cũng khỏi. Khỏi liền mà tôi được làm cho có một lúc mà lớp chiến sĩ nó vào nó bị lây dịch ấy. Nó làm một đợi tây cho cũng cả tuần thuốc nhưng tôi chỉ có một ngày đến hai ngày là cùng người nằm nặng hay này hết sạch trở về bình thường luôn. Nhất là những cái đứa trẻ con mà bị khổ lắm. Trẻ con từ khoảng 8 đến 17 tuổi hay mắc nhất ấy. Tôi làm ngày 3 lần là hết. Anh làm trong vòng mấy ngày? Thế nếu mà thường thường là cứ 2 ngày là nhiều nhất. Sao phải nhanh chứ? Nói thật. Tôi tự tưởng tượng được. Nhiều người bảo là có thể là mình có duyên gì đấy chứ mà cứ cấm phải mình đều áp dụng thôi. Mà cái này là tôi xin của một bà tên là Mạc ở Hải Dương. Vâng. Bác Mạc ở Hải Dương. Thực ra nó cũng đơn giản, tất cả bắt đầu có hết trong sách rồi. Đúng rồi. 100% rồi. Tiêu biểu mà cái nào chỉ cần 14 được. 14 lắm. Hoặc là hơ đối xứng là xong. Không phải hơ. Phải hơ đối xứng. Không, không hơ cũng xong. Nếu quý vị hơ. Hơ thì nó mới diệt được cái tuyển bọn ấy. Là quý vị tối rồi. Nói chung ai bây giờ quý vị cũng hỏi sớm lắm. Quý vị lắm rồi. Ở đâu lại gì đâu. Nhẹ nhàng mà cũng thuộc cả tuần đấy. Mà lại có để biến chứng được vất vả. Hay quá. Vâng anh.